Quý vị và các bạn thân mến, mấy ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc cùng với hàng trăm chủ tịch các tập đoàn công ty từ Hàn Quốc tháp tùng theo sau, đặc biệt chú ý hơn cả là Nam Chibo lớn nhất Hàn Quốc đều đã có mặt trong chuyến thăm lần này. Một đoàn tháp tùng khổng lồ với toàn là các doanh nhân là một chuyện vô cùng gây chú ý cho dư luận khắp châu Á. Và sau đây là góc nhìn giải thích thú vị cũng như sự ngạc nhiên của cư dân mạng khắp châu Á về sự kiện này thông qua kênh truyền thông châu Á mang tên BI Asia. Khi thảo luận về đầu tư nước ngoài ở Đông Nam Á, hai quốc gia lớn thường thống trị cuộc trò chuyện, Nhật Bản và Trung Quốc, với tư cách là những cường quốc kinh tế, họ cạnh tranh để rót hàng tỷ đô la vào các quốc gia như Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines. Tuy nhiên, một quốc gia Đông Á đang dần nổi lên như một nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng. Hàn Quốc, con hổ châu Á đang trỗi dậy, đã thu hút thế giới bằng sức mạnh công nghệ của mình. Điều khiển các khoản đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc khác biệt với các khoản đầu tư của Nhật Bản và Trung Quốc là nguồn gốc của chúng. Các khoản đầu tư nước ngoài của Trung Quốc thường bắt nguồn từ chính phủ, được thúc đẩy bởi sáng kiến vành đai và con đường, với một phần nhỏ nguồn đầu tư khác đến từ các khoản đầu tư tư nhân. Ngược lại, các khoản đầu tư của Nhật Bản liên quan đến sự kết hợp giữa các công ty tư nhân và chính phủ. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại chủ yếu dựa vào đầu tư tư nhân cho các dự án kinh doanh ở nước ngoài. Điều đáng ngạc nhiên là một phần đáng kể của các khoản đầu tư này lại chỉ hướng tới một quốc gia ở Đông Nam Á, đó là Việt Nam. Dữ liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho thấy Việt Nam có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Hàn Quốc. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký từ Hàn Quốc từ năm 1998, khi luật đầu tư đầu tiên của Việt Nam có hiệu lực, cho đến tháng 9 năm 2022 đã đạt con số đáng kinh ngạc 80,5 tỷ USD, với trên 9.400 dự án còn hiệu lực. Điều này khiến Hàn Quốc không chỉ là nhà đầu tư Đông Á lớn nhất tại Việt Nam mà còn là nhà đầu tư toàn cầu lớn nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, tổng vốn FDI của Nhật Bản vào Việt Nam lên tới 64 tỷ USD và đầu tư của Trung Quốc ở mức 21 tỷ USD. Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị: tại sao các nhà đầu tư Hàn Quốc lại chọn Việt Nam? Điều gì làm cho sự hợp tác này trở nên đặc biệt và ai là nhà đầu tư đằng sau những liên doanh này? Tại địa phương, người ta công nhận rộng rãi rằng các công ty Hàn Quốc đã trở thành một phần quan trọng trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam. Sự ảnh hưởng này càng rõ ràng hơn khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực vào năm 2015, kéo theo con số FDI của Việt Nam tăng gấp đôi, mặc dù nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đóng góp cho nền kinh tế của đất nước. Với bộ trích dẫn ít nhất là 9.400 dự án hợp lệ, một số công ty chọn lọc thúc đẩy phần lớn các khoản đầu tư đáng kể này. Đứng đầu trong số các nhà đầu tư này là tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung. Chẳng hạn, riêng Samsung Electronics đã rót hơn 18 tỷ USD vào Việt Nam, chiếm khoảng 1/4 tổng vốn FDI của Hàn Quốc tại Việt Nam. Trên thực tế, một nửa số điện thoại thông minh của Samsung Electronics được sản xuất tại Việt Nam, đóng góp 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 2021, tổng doanh thu của Samsung Electronics Việt Nam vượt 65,5 tỷ USD. Sự hiện diện đầu tư của Samsung tại Việt Nam tiếp tục mở rộng. Đến cuối năm 2022, công ty đã công bố kế hoạch tăng tổng vốn đầu tư từ 18 tỷ đô la lên hơn 20 tỷ đô la, thêm 2 tỷ đô la nữa, sẽ tiếp tục củng cố năng lực đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngoài Samsung, một nhà đầu tư lớn khác của Hàn Quốc tại Việt Nam là tập đoàn LG, một công ty công nghệ hàng đầu. LG đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và kể từ đó đã đầu tư ít nhất 5,3 tỷ USD. Tập đoàn LG đã tạo ra hơn 70.000 việc làm trực tiếp trong nước cho người dân địa phương, với một trung tâm sản xuất ở phía bắc thành phố Hải Phòng và 7 cơ sở trong khu công nghiệp Tràng Duệ. LG không ngừng tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng. Trong buổi hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 22 tháng 6, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LG Kogon Bongchok bày tỏ ý định đầu tư thêm 4 tỷ USD của công ty. Nhưng khoản đầu tư này của cả LG và Samsung đều rất quan trọng trong việc chuyển nguồn tài chính của Hàn Quốc cho tương lai của Việt Nam. Hay như Chủ tịch tập đoàn Hyosung, ngài Cho Hyun-jun phát biểu rằng: "Chúng tôi muốn đạt tương lai 100 năm tới của tập đoàn tại Việt Nam." Ông Cho Hyun-jun nhận định, hoạt động hợp tác đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam là một hình mẫu mà không nước nào khác có được. Tôi luôn tin tưởng rằng sự phát triển của Việt Nam sẽ đồng hành với sự phát triển của Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn đóng góp trong quá trình và muốn đặt tương lai 100 năm tới tập đoàn tại Việt Nam, ông nhấn mạnh. Mặc dù có thể liệt kê nhiều khoản đầu tư và công ty khác đóng góp vào mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam, nhưng câu hỏi vẫn là tại sao Hàn Quốc lại chọn Việt Nam? Điều gì đã khiến Việt Nam trở thành điểm đến sản xuất hấp dẫn hơn so với các quốc gia Đông Nam Á khác như Indonesia hay Malaysia, hay thậm chí là Trung Quốc, trung tâm sản xuất của thế giới?
Hơn nữa, sự khác biệt đáng kể về ý thức hệ chính trị giữa Hàn Quốc, một quốc gia tư bản chủ nghĩa, và Việt Nam, một quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, càng làm cho người ta trở nên khó hiểu. Sự kiện đầu tư này đặc biệt còn gây nhiều hơn khi xét đến việc Triều Tiên, một quốc gia có chung một hệ thống chính trị với Việt Nam nhưng lại là đối thủ của Hàn Quốc. Các chuyên gia tại Viện Kinh tế Hàn Quốc đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao Việt Nam trở nên quan trọng đối với Hàn Quốc về đầu tư và thương mại. Theo viện này, sự ổn định về chính trị và kinh tế của Việt Nam khiến nước này trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các quốc gia Đông Nam Á. Viện Kinh tế Hàn Quốc nhấn mạnh một đạo luật mới được ban hành vào tháng 1 năm 2021 khiến Việt Nam thậm chí còn chào đón và gây hứng thú hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Viện Kinh tế Hàn Quốc nhấn mạnh đến cam kết hiện đại hóa và công nghiệp hóa của Việt Nam thông qua các sáng kiến của chính phủ và việc duy trì chi phí lao động thấp. Nhiều công ty Hàn Quốc đã nhận thấy Việt Nam là một cơ sở sản xuất lý tưởng ở nước ngoài. Chi phí lao động chắc chắn đóng một vai trò quan trọng hàng đầu. Nhưng trên thế giới cũng còn rất nhiều nước khác có chi phí thấp tương tự như Việt Nam, thậm chí còn thấp hơn Việt Nam như Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, v.v. Chính nhờ vào các yếu tố khác như sự ổn định chính trị, các luật ưu đãi không bị thay đổi sau mỗi lần bầu cử ở Việt Nam, cơ sở hạ tầng và yếu tố kèm theo cũng là những thành phần quan trọng. Trên thực tế, dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam có một số đang chi phí lao động còn là cao nhất ở Đông Nam Á. Chi phí tiền lương trung bình của một công ty Việt Nam cho mỗi công nhân là khoảng 2.739 USD, cao hơn từ 30 đến 45% so với Thái Lan và Philippines. Ngoài lợi ích về thương mại và đầu tư, còn có mối quan hệ văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã được củng cố trong những năm gần đây. Sự phổ biến ngày càng tăng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc, chẳng hạn như K-pop và phim truyền hình, đã giúp tạo ra một hình ảnh tích cực về Hàn Quốc trong lòng người dân Việt Nam. Mối quan hệ văn hóa này đã giúp các công ty Hàn Quốc dễ dàng xây dựng lòng tin và mối quan hệ với người dân Việt Nam. Ngoài ra, số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến thăm Việt Nam đã tăng lên đáng kể, tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Hơn nữa, Hàn Quốc đã tích cực tham gia hợp tác phát triển với Việt Nam. Khi mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam tiếp tục phát triển, cái quốc gia đang nhận được nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với nền kinh tế và xã hội của Việt Nam. Hãy cùng điểm qua một số ưu điểm chú ý nhất. Thứ nhất, các khoản đầu tư của Hàn Quốc đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương tại Việt Nam. Các công ty như Samsung và LG đã cung cấp nhiều cơ hội việc làm, góp phần vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế đất nước. Thứ hai, các công ty Hàn Quốc nổi tiếng về chuyên môn công nghệ và các khoản đầu tư của họ vào Việt Nam đã cho phép chuyển giao công nghệ và bí quyết cho các ngành công nghiệp địa phương. Việc trao đổi kiến thức này không chỉ nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam mà còn thúc đẩy đổi mới và nghiên cứu trong nước. Thứ ba, các khoản đầu tư của Hàn Quốc vào lĩnh vực sản xuất đã thúc đẩy đáng kể lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam đã nổi lên như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng điện tử và các hàng hóa có giá trị cao khác. Sự gia tăng xuất khẩu đã tạo ra thu nhập ngoại hối, củng cố nền kinh tế của Việt Nam. Sau đây là phần suy nghĩ và bình luận của dân mạng. Rất nhiều trong số họ đến từ Đông Nam Á. Mọi người cùng xem nhé! Samsung đầu tư 18 tỷ USD vào Việt Nam bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2022. Tuy nhiên, Samsung Việt Nam vẫn lãi kỷ lục 4,6 tỷ USD. Qua đó có thể thấy môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam vô cùng hấp dẫn. Mặc dù Việt Nam và Triều Tiên có chung hệ tư tưởng, nhưng quan hệ giữa hai nước khá căng thẳng sau cuộc chiến tranh chống Mỹ kết thúc do Triều Tiên lên án việc Việt Nam tấn công quân Khmer Đỏ ở Campuchia và ủng hộ Pol Pot. Điều này một phần dẫn đến việc Việt Nam cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc. Bây giờ Việt Nam và Bắc Triều Tiên đã gần gũi trở lại vì họ vừa sửa chữa mối quan hệ của họ sau hội nghị thượng đỉnh Cham Kim năm 2019 tại Hà Nội. Như tôi vừa nói, quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Việt Nam trong quá khứ rất căng thẳng sau chiến tranh Việt Nam do Bắc Triều Tiên ủng hộ Khmer Đỏ. Họ thậm chí còn ủng hộ việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào năm 1979. Mối quan hệ thậm chí còn xấu đi vào những năm 90 do Triều Tiên không trả được tiền mua gạo cho Việt Nam và xảy ra tranh chấp thương mại. Đó là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng các hệ tư tưởng không có nhiều ý nghĩa trong quan hệ quốc tế, ít nhất là đối với giới thượng lưu thống trị thế giới. Hệ tư tưởng là thứ mà giới tinh hoa cung cấp cho người dân thường để thực hiện an dân trị nước. Trên thực tế, mỗi quốc gia đều có ít nhất 1.000 năm lịch sử, các hệ tư tưởng chỉ mới phát triển trong 100 năm qua, vì vậy nó không thể trở thành yếu tố quá quan trọng. Hãy nhìn Trung Quốc cái gọi là xã hội chủ nghĩa, nó thật sự là một chế độ quân chủ tuyệt đối. Việt Nam cũng thế, tự xưng là xã hội chủ nghĩa, thực ra họ không quan tâm tới chính trị nhiều và họ sẽ làm bạn với bất cứ ai để khỏi bị bắt nạt một lần khác nữa.
Nói về mối quan hệ này thì rất đặc biệt, Việt Nam và Hàn Quốc hay bán đảo Triều Tiên là hai quốc gia bị chia cắt sau chiến tranh lạnh, đều bị tàn phá bởi chiến tranh. Xét về lịch sử xa hơn, một trong những vị vua của Việt Nam đã giúp Hàn Quốc đánh giặc ngoại xâm. Đây là một điều đặc biệt trong lịch sử và khá thú vị. Cả hai quốc gia đều nằm dưới ảnh hưởng của Trung Quốc và cả hai đều muốn thoát khỏi nó. Trong thông tin của kênh đã nêu tên các quốc gia nhận đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Bạn nêu tên Philippines là một trong những quốc gia nhận được đầu tư nước ngoài ít nhất, còn Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Indonesia đã nhận được nhiều nhất. Philippines đã tự giảm sức nặng và vai trò của mình khá nhiều. Indonesia nhận được đầu tư lớn nhất ư? Việt Nam đứng thứ 3 trong các đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc. Sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, Indonesia thậm chí không có trong top 10. Lý do của sự đầu tư này là vì các công ty Hàn Quốc đã tìm ra Ấn Độ và Việt Nam giỏi toán. Có lẽ đó cũng là lý do chính đáng để đầu tư. Lực lượng lao động của họ có học thức. Thêm vào đó, Hàn Quốc cũng đầu tư lớn vào Indonesia. Rất đơn giản, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có sự xuất hiện mạnh mẽ của người Trung Quốc nhập cư. Thêm vào đó, đây là quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi sức mạnh tiền tệ của Nhật Bản trong khu vực. Vì Kim Jong-un cũng đến Việt Nam giống như Thụy Sĩ của châu Á. Các bạn thân mến, vừa rồi là những phần bình luận của cư dân mạng. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Thời lượng phát sóng video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!